Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng với nhau tìm hiểu về một câu chuyện thuộc chủ đề Creepypasta nữa. Và bình thường các bạn đã nghe quá nhiều về ông kẹ, cũng như là các bạn cũng biết truyền thuyết về Slenderman là một người đàn ông cao lớn. Có thể có một số truyền thuyết nói rằng Slenderman sẽ đi bắt cóc trẻ em. Nhưng mà các bạn không biết đã từng nghe về câu chuyện của một người phụ nữ, chẳng hạn như là bà kẹ, và cũng giống như Slenderman rất là cao và cũng bắt cóc trẻ em. Nói chung là cũng là một cái phiên bản giống như Slenderman, nhưng mà là phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Ngày hôm nay Bắp sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện của một người đã từng trải qua nỗi ám ảnh đối diện với bà kẹ này. Và bà kẹ này có tên là Hachisama Kusama. Câu chuyện này của một người kể lại nói rằng bạn ấy đã trải qua một số giai đoạn rất khủng khiếp khi còn nhỏ ở Nhật Bản khi đối diện với Hachisama Kusama. Để tiện việc kể chuyện thì Bắp sẽ tạm nói tên của người kể là Thiên Ham, nhưng mà thực sự Thiên không phải là tên của người kể đâu các bạn, chỉ là Bắp đặt ra để tiện việc kể chuyện mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong câu chuyện của ngày hôm nay nha. Thiên và ba mẹ thì đang định cư ở Mỹ, còn riêng ông bà nội thì ở Nhật Bản, bởi vì ông bà nội thì thích ở Nhật Bản và không muốn qua Mỹ để ở. Và mỗi kỳ nghỉ hè, bố mẹ của Thiên sẽ đưa Thiên quay trở lại Nhật Bản để mà thăm ông bà nội. Ông bà nội thương Thiên lắm, bởi vì cháu của mình mà cháu nít tôm là con trai nữa còn rất là nhỏ, với lại lâu lâu mới được gặp một lần, một năm mới được gặp vào mùa hè thôi, cho nên rất là thương và rất là chiều. Mỗi lần gặp á là cái gì cũng mua cho, rất là nhiều quà, rất là nhiều đồ ăn, nói chung là thương lắm, cưng lắm. Và như Bắp nói, mỗi năm Thiên được ba mẹ trở về lại Nhật Bản để thăm ông bà. Những cái năm trước thì không sao, nhưng mà đến cái năm đó là năm Thiên tròn 8 tuổi thì lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra ở Nhật Bản. Lần đó vẫn như mọi lần, khi mà đến Nhật Bản, ông bà nội của Thiên vẫn ra đón Thiên và ba mẹ của Thiên. Thì khi đến nhà của ông bà nội, ba mẹ của Thiên lại muốn đi qua một cái phần khác của Nhật Bản chơi, nhưng mà lại không muốn dẫn Thiên theo. Kiểu như là muốn hai người có một khoảng thời gian riêng tư đi hâm nóng tình cảm gì đó không biết. Với lại một phần nữa là ba mẹ của Thiên cũng muốn cho Thiên ở lại chỗ của ông bà nội á, nếu mà đi chơi với ba mẹ thì sẽ không có nhiều thời gian ở lại với ông bà nội, cho nên ba mẹ của Thiên muốn ông bà nội giữ Thiên, còn ba mẹ thì đi qua chỗ khác chơi. Chuyện đó cũng rất là bình thường, bởi vì Thiên rất là thích ở với ông bà, tại vì ở với ông bà cưng và ông bà chịu lắm, nói chung cho đồ chơi, cho đồ ăn rất là nhiều. Và chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Hôm đó ba mẹ Thiên đi rồi, chỉ có Thiên ở lại với lại ông bà nội ở nhà thôi. Con nít mà các bạn chơi một hồi mệt nằm sẽ la ra thiêu thiêu muốn ngủ. Thì đang trong lúc thiêu thiêu muốn ngủ đó, Thiên nghe có một tiếng động lạ. Có một tiếng động giống như là, cái tiếng giống như vậy nè. Không biết nghe có rõ hay không, nhưng mà cái tiếng giống như là ai đó phát ra từ miệng của họ vậy đó, nhưng mà với một cái giọng rất là ấm và rất là trầm, giống như là giọng của đàn ông vậy đó, giống như là một người nào đó cố tình tạo ra. Khung cảnh ở đó rất là im ắng, im lặng luôn, một ngày hè mà còn ở một cái vùng giống như là vùng quê ở Nhật Bản nữa, thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó im lặng tới cỡ nào. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, rồi trời nắng, mây, bầu trời rất đẹp. Tự nhiên nghe có một cái tiếng động gì đó rất kỳ lạ, thì Thiên cũng giật mình mới nói là ủa cái tiếng gì vậy ta. Xong đó mới nhìn xung quanh, nhìn xung quanh xem là cái chỗ nào phát ra cái tiếng động đó. Khi mà Thiên nhìn xung quanh ở đây thì cũng không thấy, nhưng mà khi mà nhìn lên trên cao thì lại thấy một cái điều lạ là ở trên cái hàng rào, các bạn có biết là có những cái hàng rào mà người ta xây cỏ bít bùng luôn giống như vậy nè, mà cái hàng rào đó nó cao lắm, nó cao khoảng chừng 8 feet là tầm khoảng chừng 2m4 á, là nó cao ơi là cao luôn. Thì này thấy ở trên đỉnh hàng rào đó là một cái nón giống như là cái nón trọng vành của một người phụ nữ vậy đó. Nhưng mà cái nón đó giống như cái hàng rào ở đây có một người rất là cao đứng ở đây ha, giống như là có một người đội cái nón đó, mà cái nón thì không phải là nằm trên hàng rào nha. Cái nón nằm trên hàng rào thì mình không nói, mà là cái nón nó giống như là nó đứng ở đằng sau hàng rào như vậy nè, mà cái nón nó còn di chuyển nữa, nó di chuyển ngang cái chỗ hàng rào như thế này. Và có cảm giác như là có người đội cái nón đó và đang đứng ở phía sau hàng rào và đang di chuyển ở phía sau hàng rào. Nhưng mà chiếc hàng rào đó rất là cao, nó cao khoảng chừng 2m4. Mà cao như vậy thì làm sao có thể là có người ta bắt thang lên, người ta đứng ở đó. Hoặc cũng có thể là có người ta mang cà kheo, cái cà kheo rất là cao. Chứ còn một người bình thường thì làm sao mà có thể cao được như vậy. Và khi mà Thiên chú ý nhìn chầm chầm vào cái nón đó thì cái nón nó vẫn di chuyển. Trong lúc mà Thiên nhìn, Thiên khẳng định một điều là cái tiếng mà Thiên nghe được phát ra từ cái chỗ đó, nó cứ phát ra là phu 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 phu, nó phát ra rất là ghê. Giọng trầm là phải là phu phu phu, nó phát ra như vậy đó. Cái hàng rào ở đây và cái nón đó, Thiên nhìn vẫn thấy cái nón đó nó cứ từ từ di chuyển. Thì đi tới cái khúc này là cái khúc mà kiểu như là khoảng cách giữa những cái hàng rào với nhau, nó có một cái khoảng cách nhỏ như thế này. Thì khi mà cái nón gần đi đến cái chỗ đó, thì Thiên nhìn vào trong cái khoảng cách đó thì thấy rõ ràng một người phụ nữ nha các bạn, mà là nguyên một người phụ nữ luôn, rất là cao, mà cao khoảng chừng 2m4 luôn.
đội cái nón đó và đang nhìn qua thiên. Cái nhìn đó rất là nhanh nhưng mà nhìn rất là sâu, kiểu như nhìn một người mà nhìn như vậy nè, nhưng mà nhìn chỉ thoáng qua khoảng chừng vài giây rồi cái người đó biến đi, người đó đi. Thì cái cô gái đó nhìn thiên khoảng chừng một vài giây rồi cái cô đó biến mất, giống như là đi chỗ khác chứ không phải là cùng biến mất. Thiên lúc đó cũng còn nhỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Lúc đó mới 8 tuổi à, rất là ngơ ngác. Ủa chuyện gì đang xảy ra với mình đây? Mình đang ở đâu? Mình là ai? Và đây là đâu? Nói chung là không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Sau đó thì Thiên mới chạy vào trong nhà, cũng không có hoảng sợ gì hết, bởi vì thực sự lúc đó đâu biết chuyện gì xảy ra với mình đâu mà hoảng sợ, cũng không biết cái người phụ nữ kia là ai để mà hoảng sợ. Thiên chỉ nói là thấy một cái người phụ nữ thôi bình thường, chứ không có vẻ mặt đáng sợ gì hết, một người phụ nữ giống như những người phụ nữ bình thường khác, chỉ có điều là bà rất là cao thôi. Thiên lúc đó mới chạy vào trong nhà, và lúc này ông bà nội đang ở dưới bếp, đang uống trà dưới bếp. Thiên chạy vào trong nhà và bắt đầu kể câu chuyện của mình cho ông bà nghe. Ông bà lúc này thì cũng không để ý tới câu chuyện mà Thiên kể đâu, bởi vì người lớn mà các bạn nghe chuyện con nít kể chỉ nghĩ là chuyện gì gì đó bình thường thôi, không có chú ý lắm. Cho đến khi mà Thiên nói những cái từ là phu 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 thì lúc này ông bà nội mới thực sự giật mình và quay lại nhìn cháu của mình, mà kiểu như là nhìn với vẻ mặt rất là hoảng sợ, kiểu như là nó mới nói cái gì vậy, nó mới nói cái gì vậy, kiểu như là phát hiện ra một cái gì đó đáng sợ lắm. Khi mà nghe Thiên nói những cái từ là phu phu phu, bà nội của Thiên hết hồn và kiểu như là phải bịt miệng lại như vậy luôn nè, rất là hoảng sợ. Ông của Thiên sau khi nghe những lời đó tự nhiên nghiêm hẳn luôn, nghiêm túc luôn, nghiêm túc hơn bình thường rất là nhiều, và chụp lấy Thiên hỏi tới tấp luôn, hỏi là con thấy cái cô ấy như thế nào, cô ấy cao bao nhiêu. Thì Thiên mới nói là cô ấy cao lắm, cao giống như là cái hàng rào của nhà mình vậy đó, hàng rào cao lắm các bạn, hàng rào cao khoảng chừng 2 mét mấy lận. Khi mà nghe Thiên nói về chiều cao của cô gái ấy cộng với những âm thanh mà cô gái ấy phát ra thì ông nội đột nhiên sợ hẳn luôn các bạn, rồi hỏi tới tấp luôn, hỏi là con thấy cô ấy khi nào, rồi cô ấy có nhìn thấy con hay không, cô ấy đã làm gì và con đã làm gì. Hỏi tới tấp mà Thiên không kịp trả lời luôn. Sau khi mà Thiên trả lời hết tất cả các câu hỏi mà ông nội hỏi thì ông nội đột nhiên không nói chuyện nữa mà chạy ra hành lang gọi điện thoại. Mà cũng không biết là ông nội nói chuyện gì với người ta nữa, chỉ biết là khi mà nhìn sang bà nội á, bà nội đang ngồi rất là hoảng sợ và thậm chí mà sợ đến run người luôn các bạn, giống như là sắp có một cái chuyện gì đó rất kinh khủng khiếp xảy ra đến với đứa cháu của mình vậy, sợ mà run như vậy luôn và rất là lo lắng. Sau khi mà ông ngoại ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại được một lúc thì quay vào bên trong nói với bà nội là bà ở đây với cháu nó và đừng bao giờ rời mắt khỏi nó, là phải canh nó mọi lúc mọi nơi luôn. Còn ông á, sau khi nói câu đó thì cũng vội vàng đi ra bên ngoài. Lúc này Thiên rất là sợ, kiểu như là lúc nhìn thấy cái cô gái kia thì không sợ, nhưng mà thấy những cái phản ứng của ông bà nội á, khi mà mình kể lại cái câu chuyện đó rất là nghiêm trọng và rất là sợ. Lúc này sợ quá Thiên khóc luôn, bởi vì Thiên chưa bao giờ thấy ông bà nội mình lại nghiêm khắc và kiểu như là nghiêm trọng đến như vậy. Thiên mới hỏi ông nội là chuyện gì xảy ra vậy. Ông nội mới quay trở lại và nhìn Thiên với một cái vẻ mặt khá là buồn bã và nói là con đã bị Hichasa Kusama thích và để ý rồi. Chỉ nói như vậy thôi các bạn, rồi ông vội vã đi ra bên ngoài và lái xe đi. Lúc này Thiên mới quay sang và hỏi bà nội mình là ai là Hachisa Kusama. Bà nội lúc này nhìn theo bóng ông nội đi và quay sang nói với Thiên là, mặc dù là nói nha nhưng mà vẫn rất là lo lắng các bạn, nói là không sao đâu con, ông nội sẽ lo tất cả mọi thứ, con sẽ không sao đâu. Sau khi ông nội đi khuất luôn, bà nội mới dẫn Thiên vào trong nhà bếp và ngồi xuống nói chuyện. Lúc này bà nội mới kể cho Thiên nghe về cái người phụ nữ đáng sợ kia. Bà nội nói là cái người phụ nữ đó rất là cao, cao khoảng chừng 8 feet, 8 feet là tầm khoảng chừng 2m44 như bắp đã nói á, và bà ta có tên là Hichasa Kusama. Cô ta có cái tên như vậy là bởi vì trong tiếng Nhật Hachisa Kusama có nghĩa là cao 8 feet. Cô ta có vẻ ngoài của một người phụ nữ cực kỳ cao và thường phát ra một âm thanh giống như là phu 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 phu, giống như là một giọng trầm nam. Cái hình dạng xuất hiện của cái người phụ nữ đó cũng tùy người nha các bạn, có người nhìn á thì ra một cái hình dạng này, còn có nhiều người khác thì nhìn ra hình dạng khác, nhưng mà phổ biến là hai hình dạng. Có người nói rằng họ nhìn thấy cô ta với hình dạng của một người phụ nữ, da dẻ xanh xao, hốc hác, bận một bộ đồ kimono. Còn có nhiều người nói rằng đó là một cô gái trẻ đội một cái nón trọng vành và mặc một bộ đồ màu trắng, và có vẻ như là cái bộ đồ màu trắng mà cô ấy bận á là được làm bằng vải liệm. Những cái vải khi mà người chết đem đi chôn thì người ta hay quấn lại gọi là vải liệm đó các bạn, thì người ta nói là như vậy. Thì có thể là hai hình dạng khác nhau, tuy nhiên có một số điều không thay đổi, đó là cô ta rất cao, cao khoảng chừng 8 feet và luôn luôn phát ra những cái âm thanh khi mà cô ta xuất hiện, đó là phu 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 phu. Cái này giống như là một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản.
Cô ta xuất hiện cũng khá lâu rồi chứ không phải chỉ mới đây đâu các bạn. Tuy nhiên cô ta đã bị nhốt lại rồi, đã bị một nhà sư cao tay ấn phong ấn lại ở trong một ngôi nhà đổ nát. Và ở trong ngôi nhà đổ nát đó, nhà sư đặt bốn bức tượng nhỏ nhưng mà giống như là bức tượng của những chú tiểu nhỏ vậy đó các bạn, tên là Jesus. Đặt bốn bức tượng ở bốn nơi đông tây nam bắc để mà phong ấn cái chỗ đó lại luôn và cho nó không thể nào thoát ra bên ngoài. Lần cuối cùng nó xuất hiện là khoảng chừng 15 năm trước rồi và không ai nghe thấy tăm hơi gì của nó hết, tưởng như là nó đã an toàn bị nhốt lại ở trong cái ngôi nhà đổ nát đó rồi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, khi mà nghe cháu nội của mình nói như vậy thì bà nội thực sự lo lắng. Và bà nội nói là nguyên nhân lo lắng là bởi vì bất cứ ai mà nhìn thấy người phụ nữ đó đều sẽ chết trong vòng vài ngày. Lúc này Thiên thực sự là không biết có nên tin hay không, bởi vì mọi thứ nghe có vẻ như là một cái truyền thuyết đáng sợ thôi, làm gì mà có chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng mà khi mà nhìn mọi người có vẻ rất là nghiêm túc thì Thiên thực sự sợ hãi. Sau khi bà nội kể xong câu chuyện cho Thiên nghe, đợi một lúc sau thì ông nội cũng quay trở về. Khi ông nội quay trở về, ông nội có chở một người phụ nữ lớn tuổi khác đi về cùng. Và khi mà đi vào, bà ấy giới thiệu, bà ấy tên là Kay San. Khi mà bước vào nhìn thấy Thiên, bà ấy đưa cho Thiên một cái mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy này là làm bằng da và có vẻ rất là nhầu nát rồi. Sau khi mà đưa cho Thiên, bà Kay San nói là nè con cầm lấy và giữ chặt nó. Sau khi mà nói xong, bà Kay San cùng với ông nội lại đi lên lầu và bàn tán một cái việc gì đó. Thiên lúc này lại tiếp tục bị bỏ lại ở dưới bếp với bà nội. Một hồi nữa thì Thiên mắc vệ sinh và Thiên nói là con muốn đi vệ sinh. Bà nội sợ đến nỗi mà không rời mắt khỏi Thiên luôn á các bạn, đi theo luôn, không có cho đi một mình luôn. Lúc này khiến cho Thiên thực sự sợ, bởi vì làm gì mà đến nỗi mà mình đi vệ sinh mà cũng phải đi theo để trông chừng mình. Thiên lúc này có cảm giác như là mình thực sự ở trong cái tình thế rất là nguy hiểm. Được một lúc sau, bà Kay San và ông của Thiên đi xuống, đưa Thiên đi lên lầu. Khi mà lên lầu, đưa Thiên vào trong một cái căn phòng, trong phòng đó rất là kín. Tất cả các cửa sổ đều được phủ đầy báo, mà cái tờ báo này là được viết ở lên trên đó rất là nhiều ký tự chữ khác nhau ở trên đó, giống như là chữ cổ, giống như là viết bùa đó các bạn, viết bùa lên trên những cái tấm báo và dán kín hết tất cả các cửa sổ luôn. Ở trong phòng, ở mỗi góc tường còn có 4 chén muối nhỏ được đặt ở những cái góc phòng đó. Ở giữa căn phòng là một bức tượng Phật nhỏ thôi các bạn, cũng không có to, một bức tượng Phật nhỏ đặt ở giữa phòng. Ngoài ra ở một cái góc nhỏ ở trong phòng còn có một cái xô giống như là cái bô mà để đi tiểu tiện ở Việt Nam á các bạn, màu xanh. Thì lúc này Thiên chưa bao giờ nhìn thấy cái bô đó, bởi vì đâu bao giờ xài bô đâu, chỉ đi xài toilet bình thường thôi. Thì Thiên mới hỏi là cái đó là cái gì. Ông bà nội mới nói là cái đó để cho con tiểu hoặc là con đi ị vào bên trong đó. Bởi vì có lẽ như là Thiên phải ở trong cái căn phòng này khá là lâu và nếu mà có đại tiện tiểu tiện thì có thể sử dụng cái bô đó để mà xài. Lúc này bà Kay San mới nhìn Thiên và nói với một giọng rất là nghiêm trọng: mặt trời sắp lặn rồi, vì vậy con hãy thực sự cẩn thận. Con phải ở bên trong cái căn phòng này cho đến sáng ngày mai. Và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, con không được rời khỏi căn phòng này cho đến 7 giờ sáng ngày mai. Sau 7 giờ sáng ngày mai con mới được đi ra bên ngoài. Và con hãy nhớ là ông bà nội của con sẽ không nói chuyện với con suốt đêm, sẽ không nói chuyện với con. Và ông bà nội của con sẽ không gọi con suốt đêm luôn. Con hãy thực sự cẩn thận và đặc biệt là phải nhớ là cho dù bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh gì, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ có thể bước ra khỏi căn phòng này. Phải ở trong đây cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Bà sẽ nói cho bố mẹ con biết về chuyện này. Các bạn có biết cái cảm giác mà một người nói chuyện với mình á, mà nói với cái giọng rất là nghiêm trọng, rất là sợ và mình không biết làm gì hết mà mình chỉ có dạ, dạ, dạ. Là lúc này là Thiên giống như vậy đó các bạn. Bà Kay San rất là nghiêm trọng và dặn đi dặn lại cái chuyện mà Thiên phải ở bên trong phòng và Thiên chỉ có gật đầu và nói dạ, 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 vậy thôi á. Ông nội của Thiên còn nói thêm á là con hãy làm theo những điều mà bà Kay San nói. Và con cũng phải nhớ là con phải luôn cầm cái miếng giấy da ở trong tay. Cái miếng giấy mà ban đầu bà Kay San gặp Thiên là đưa cho Thiên liền á các bạn. Cái miếng giấy da đó đó. Ông nội nói là Thiên không có được bỏ cái miếng giấy da đó ra bên ngoài, phải luôn luôn cầm ở trong tay. Và ông nội còn nói là nếu mà có chuyện gì xảy ra và con cảm thấy sợ hãi thì con hãy quỳ trước tượng Phật và cầu nguyện với Phật. Sau đó ông nội còn nói với Thiên là khi mà ông bà nội và bà Kay San đi, con hãy khóa cửa này lại cẩn thận và nhất quyết không có mở cửa ra. Và hãy nhớ kỹ tất cả những lời mà bà Kay San đã dặn con. Sau khi dặn dò tất cả mọi thứ xong xuôi, ông bà nội và bà Kay San rời đi. Khi mà tất cả mọi người đã đi, Thiên cũng nghe lời theo mọi người, đi tới đóng cửa lại rất là cẩn thận và đi lại vào trong phòng. Trong căn phòng như bất kể hồi nãy, ở bốn góc phòng thì có muối, ở giữa phòng có một bức tượng, nhưng mà căn phòng không phải là căn phòng trống hết các bạn. Ở trong phòng thì giống như một căn phòng ngủ bình thường thôi, chỉ có điều là có thêm một số chi tiết giống như bất kể á. Khi mà Thiên đi vào trong phòng, bên trong phòng vẫn có cái tivi. Thiên mở tivi lên coi được một lúc, nhưng mà lúc này không có tâm trạng để coi luôn các bạn, bởi vì sợ mà lại còn có một mình ở trong một cái căn phòng. Bà nội cũng có để lại rất là nhiều đồ ăn ở trong phòng, phòng hờ lúc Thiên bị đói bụng có thể có mà ăn. Nhưng mà lúc này Thiên không có cảm giác để ăn luôn á, kiểu như là không còn ngon miệng, với lại bụng thì cũng hơi chướng chướng đau đau cho nên không ăn.
Lúc này Thiên mới mệt mỏi nằm xuống giường, sau đó thì đợi cho đến ngày hôm sau, đợi cho giờ đi qua để mà ngày hôm sau mình có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái lúc này thời gian nó như chậm lại vậy đó. Mình cứ muốn nó trôi qua nhanh, nhưng mà mình nhìn đồng hồ thì cứ lâu lâu nhìn lại mới có 5 phút. Mình đợi cả một thế kỷ nhìn lại chỉ mới có 5 phút, giống y như là đang học ở trong tiết văn, hoặc là đang học ở trong tiết toán, hoặc là đang học ở trong một cái tiết nào đó mà các bạn sợ hãi vô cùng. Thời gian trôi qua y như vậy đó các bạn. Chỉ muốn nó qua nhanh nhưng mà nó qua không nổi. Nhưng mà cứ đợi một hồi thì Thiên cứ nằm thiêu cái ngủ hồi không hay luôn. Đang ngủ thì Thiên giật mình thức dậy. Khi nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng rồi. Vừa tỉnh dậy thì Thiên nhận ra là 1 giờ sáng nhưng mà vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Đột nhiên Thiên nghe thấy có một cái gì đó đang gõ vào bên cửa ở bên ngoài. Nó cứ gõ vào cửa mà giống như là cái bàn tay gõ như vậy nè. Nó gõ như vậy đó các bạn, giống như là có cái gì đó mà cứ tháp tháp vào trong cái cửa vậy đó. Không cần phải tưởng tượng cái cảm giác của Thiên như thế nào đâu. Các bạn tưởng tượng cái cảm giác mà nửa đêm mình thức dậy, tự nhiên mình nghe tiếng ai đó gõ cốc 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 ở phòng kế bên. Thiệt, máu dồn lên não, máu chảy tứ lung tung và người sẽ lạnh ngắt và sẽ rất là sợ và tim sẽ đập thình thịch, sợ ơi là sợ luôn. Lúc này Thiên rất sợ nhưng mà cũng biết bên cạnh mình không có ai để trấn an mình thì mình tự trấn an mình, tự nhủ là ở ngoài chắc là gió thôi, chắc là gió rồi làm cho những cái cánh cây nó đập vào trong cửa cho nên mới tạo ra tiếng động như vậy thôi. Hãy cố an ủi trấn tĩnh mình chứ không thể nào mà tưởng tượng có người đang ngồi ở ngoài cửa cứ vậy nè. Cốc. Trời ơi, rất là kinh dị luôn á. Lúc này Thiên mới bật tivi lên coi để bớt sợ và bật cái tiếng thật là lớn luôn để cho át cái tiếng ồn ở bên ngoài. Thì cuối cùng cái tiếng gõ cửa đó cũng mất, cũng hết hoàn toàn luôn. Khi mà Thiên đã không còn nghe cái tiếng mà tháp tháp vào cửa nữa thì Thiên cũng mở nhỏ cái tiếng của tivi lại, bởi vì mở ồn quá thì cũng khó chịu. Thì khi mà mở nhỏ lại được một lúc sau, Thiên lại nghe tiếng ông nội gọi. Thiên nghe tiếng ông nội nói là: "Thiên ơi, con ở bên trong đó có sao không? Nếu mà con sợ thì con đi ra đây với ông nội đi, con không nên ở trong đó một mình nếu mà con sợ." Trời ơi, cái lúc này các bạn tưởng tượng đi, mình đang rất là hoảng sợ mà mình nghe thấy giọng của ông nội của mình là mình mừng tới cỡ nào. Nghe thấy giọng người thân của mình, trời, giống như là mình đang chết đuối mà có người giơ tay ra cứu mình vậy á. Thiên rất là mừng và lập tức chạy ra cửa và tính mở cửa, nhưng mà đi tới gần cửa thì Thiên đứng lại. Khi mà đứng lại, kiểu như là khi mà mình đột nhiên nhận ra một cái điều gì đó, da gà nổi khắp người và lạnh người luôn á các bạn. Thiên mới nói là cái giọng này mặc dù là giống với giọng của ông nội mình nhưng mà cũng không giống lắm. Tại vì nếu mà là người thân của mình á, mình sẽ có cảm giác, mình sẽ biết là cái giọng đó có phải là giọng của người thân của mình hay không. Với lại bình thường cách ông nội nói chuyện với Thiên cũng khác, mặc dù yêu thương Thiên nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng mà khác với cái giọng này. Và Thiên lại còn nhớ rõ là bà Khansa đã dặn là ông bà nội chắc chắn sẽ không gọi mình vào giờ này, mà giờ này tại sao ông nội lại gọi mình. Trời ơi, tự nhiên đứng hình luôn các bạn. Đứng trước cánh cửa, đứng hình y như là bị xịt keo, không phải bị xịt keo mà bị đóng băng ngay đó luôn. Cái đang đứng cánh cửa ở trước mặt nhà, Thiên đang đứng ở đây. Xong Thiên mới liếc nhìn qua bên trái, ở bên cái góc tường có cái chén muối đó. Thì khi mà nhìn qua bên đó, trời ơi, nhìn thấy là càng nổi da gà nữa. Cái chén muối màu trắng bây giờ nó đã chuyển thành cái màu đen thui luôn. Chén muối bây giờ nó đen thui luôn rồi. Thiên lúc này mới sợ quảng rồi, biết rồi, chắc chắn không phải là ông nội của mình rồi. Mới bắt đầu lùi lại ra phía sau. Khi mà Thiên lùi lại, ở bên ngoài có tiếng vọng vào bên trong nói là: "Con có sao không? Sao con không mở cửa? Bây giờ con mở cửa cho ông vào được rồi đó." Trời ơi, các bạn có biết là cảm giác mà mình đã nhận ra cái người đó không phải là ông nội của mình mà vẫn tiếp tục hỏi chuyện mình, rồi nó kinh khủng tới như thế nào. Thiên lúc này sợ quá và sực nhớ tới lời của mọi người dặn là Thiên phải cầu nguyện với tượng Phật. Trong tay của Thiên lúc này vẫn còn cầm miếng giấy bằng da mà bà Khansa đã đưa cho Thiên. Thiên cứ cầm chặt ở trong tay như thế này nè, sau đó chạy tới tượng Phật và quỳ xuống, rồi sau đó cầu nguyện. Tội lắm các bạn, vừa cầu nguyện mà vừa run như thế này nè, mà sợ đến nỗi khát khóc luôn, mà phải cầu nguyện và cứ run, cứ khóc mà cứ cầu nguyện như vậy. Sau đó thì cứ cầu nguyện là: "Phật ơi, hãy cứu con thoát khỏi Hichisa Kusama." Sau đó thì cứ khóc, cứ cầu nguyện như vậy. Ở bên ngoài cửa một hồi nữa thì nghe một cái vọng vào, không phải là giọng nói các bạn, mà là cái tiếng đầu tiên như thuở ban đầu mà Thiên đã nghe, đó là thu 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 thu, rất là kinh dị luôn. Sau khi mà nó tra tấn tinh thần phu 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 một hồi thì lại có tiếng gõ cửa vào bên trong cái cửa, cứ gõ như vậy suốt đêm luôn các bạn. Thiên lúc này cứ như Bắp nói đó,
vừa khóc mà vừa ngồi cầu nguyện rất là tội nghiệp, cứ nghĩ là thời gian đó sẽ không bao giờ trôi qua, cứ nghĩ là thời gian đó là vô tận và mọi thứ đang dừng lại ở đó, sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cảnh tượng đó. Nhưng mà cứ như vậy, nhìn lại thì đã sáng rồi. Lúc sáng rồi, Thiên mới nhìn ở xung quanh thì thấy bốn cái chén muối ở bốn góc tường, tất cả bốn chén muối đều đổi thành màu đen thui luôn. Lúc này sợ là sợ luôn, nhưng mà khi mà nhìn lại đồng hồ thì lại rất là mừng, bởi vì lúc đó là 7 giờ rưỡi sáng rồi. Thiên lúc này mới thận trọng tiến tới cửa và từ từ mở cửa ra. Khi mở cửa ra thì Thiên thấy ở bên ngoài là bà Kaysan và bà nội đang đứng đợi Thiên. Xong rồi các bạn, mọi chuyện đã xong rồi. Trời quang mây tạnh, trời đã sáng rồi. Lúc mà bà nội thấy Thiên á, trời ơi, khóc mà òa ra khóc, chạy tới ôm cháu của mình, rất là thương, rất là tội nghiệp cho cháu của mình luôn. Bà Kaysan lúc này nhìn Thiên và nói là bà vui bởi vì con vẫn còn sống. Trời ơi, mới bước ra khỏi cánh cửa sau một đêm kinh hoàng, nghe cái câu là bà rất vui vì con còn sống. Lúc này hai bà mới dẫn Thiên xuống bếp. Khi xuống bếp, Thiên rất là ngạc nhiên khi thấy ba mẹ mình đã ngồi ở trong bếp rồi, bởi vì cứ nghĩ là ba mẹ đi xa lâu lắm mới quay trở về. Nhưng mà ba mẹ đã quay trở về sớm hơn dự định, bởi vì có chuyện như vậy xảy ra này các bạn, cho nên phải quay trở về với con mình thôi, chứ làm sao mà bỏ đi được. Khi mà Thiên chạy tới ôm ba mẹ thì lúc này ông nội ở ngoài cũng bước vào và ông nội nói là nhanh lên, chúng ta phải đi rồi, để đến giờ để đi rồi. Sau đó Thiên cùng với ba mẹ và ông bà nội và bà Kaysan đi ra bên ngoài. Khi đi ra bên ngoài thì đã có một cái chiếc xe màu đen đợi sẵn. Chiếc xe đó giống như là chiếc xe chở khách ở Việt Nam á, chiếc xe đò mà cũng nhỏ, chở khoảng chừng 11 12 chỗ các bạn, chiếc xe tầm như vậy. Khi đi ra có một vài người đàn ông thấy Thiên và họ chỉ vào Thiên, họ nói là đó, thằng nhóc đó. Và chính xác hơn là chiếc xe van màu đen đó là xe 9 chỗ ngồi, không có tính tài xế nha các bạn, 9 chỗ ngồi cho khách. Sau đó thì Thiên đi lên trên xe đó cùng với 8 người đàn ông khác, còn người lái xe là bà Kaysan. Vị trí ngồi ở trên xe là ở trên xe 8 người đàn ông ngồi ở, nói chung là ngồi xung quanh Thiên. Thiên ngồi ở ngay chính giữa của chiếc xe luôn, là giống như là trọng tâm và ngồi giữa 8 người đàn ông kia. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí, người đàn ông ngồi ở bên trái của Thiên mới nói là con đang gặp rắc rối rồi con trai. Bác biết là con đang rất là lo lắng, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ việc mà con cần làm là con hãy cúi đầu xuống, nhắm mắt lại và đừng bao giờ mở mắt ra, bởi vì chỉ có con mới có thể nhìn thấy nó thôi, còn các chú không có nhìn thấy, các chú các bác ở đây không có ai nhìn thấy ngoại trừ một mình con. Vì vậy cho nên con hãy nhắm mắt lại, đừng bao giờ mở mắt cho đến khi mọi người ở đây đưa con đến nơi an toàn. Lúc này Thiên chỉ biết nói dạ và gật đầu như vậy thôi. Thì khi nhìn ra đằng trước và đằng sau á, thì ông ngoại chạy một chiếc xe ở đằng trước, ở đằng sau là xe của ba Thiên đang chạy theo phía sau. Như vậy là ông ngoại ở đằng trước, ở đằng sau là ba, người lái xe là bà Kaysan và 8 người đàn ông ngồi ở trong xe cùng với Thiên ngồi ở chính giữa. Lúc đó mọi người mới bắt đầu chạy đi. Khi mà mọi người đã sẵn sàng, đoàn xe bắt đầu di chuyển chạy đi. Và mọi người chạy rất là chậm các bạn, khoảng chừng có 20 km/h thôi, và cũng có thể là chậm hơn như vậy nữa. Đi được một lúc sau thì bà Kaysan mới nói là đây là lúc khó khăn nhất đây. Sau đó thì bà ấy mới lẩm bẩm một cái điều gì đó ở trong miệng, giống như là các bạn coi phim mà thấy những cái người thầy bà người ta hay đọc những cái câu thần chú á, thì giống như là bà Kaysan đang đọc những cái câu thần chú gì đó rất là nhỏ trong miệng, giống vậy đó. Và đây cũng là lúc mà Thiên nghe thấy giọng nói pu 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 pu. Khi mà nghe thấy tiếng này thì các bạn biết là Thiên sợ đến mức nào. Lúc nãy hả, Thiên nắm chặt cái tay lại, và trong tay của Thiên lúc này vẫn còn giữ cái miếng giấy da mà bà Kaysan đã đưa. Thiên nắm chặt tay lại như vậy và nhắm mắt, nhưng mà tò mò, bởi vì tính tò mò các bạn, thì mặc dù vẫn cúi đầu nhưng vẫn mở mắt ra và lén nhìn ra ngoài bên cửa. Thì khi nhìn ra ngoài cửa, Thiên thấy một cái váy màu trắng cứ bay ở trong gió, bay ở trong gió như thế này. Và cái váy đó di chuyển cùng lúc với chiếc xe, giống như là nó đang rượt theo chiếc xe. Một lúc sau thì cái người bận váy đó cũng rượt kịp theo chiếc xe, và người đó chính là Hachisakusama. Bà đó bà đang chạy theo chiếc xe, và sau khi mà đuổi kịp thì đột nhiên cúi cái đầu xuống và nhìn vào bên trong xe như thế này. Nhìn kiểu như là kiếm Thiên đó các bạn. Các bạn tưởng tượng là đang thấy một người chạy ngoài xe xong vô nhìn mình, kiếm mình thì mình sẽ như thế nào? Sợ. Lúc này Thiên hả, không có tự chủ được mà thốt lên là không, kiểu như là sợ, kêu lên là không. Lúc này cái người đàn ông ngồi kế bên Thiên mới hét lớn lên là nhắm mắt của con lại. Khi mà nghe cái bác kia la lên như vậy mới giật mình nhắm mắt lại. Sau đó thì Thiên nắm càng chặt hơn cái mảnh giấy da ở trong tay. Sau đó thì mọi chuyện lại tiếp tục bắt đầu nghe tiếng gõ ở trên cái cửa xe, cứ nghe cái tiếng tháp tháp gõ trên xe cái gì nè, cứ gõ trên xe. Mặc dù á, mọi người ở trên xe không nhìn thấy được cái người phụ nữ đó, chỉ có một mình Thiên có thể nhìn thấy thôi, nhưng mà cái tiếng gõ cửa đó thì ai cũng có thể nghe được hết, ai cũng nghe thấy hết. Sau cái tiếng gõ đó là cái tiếng pu
pu pu pu. Và như bác nói, những cái người đàn ông ở trên xe á không có thấy được bà cái người đó, và cũng không có nghe được cái tiếng của bà đó là kêu pu pu pu, nhưng mà họ có thể nghe được cái tiếng gõ cốc 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 như thế này, tháp 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 như thế này. Thì khi mà mọi người vừa nghe thấy cái tiếng gõ đó là cả 8 người đàn ông đột nhiên đứng dậy và miệng lẩm bẩm cái gì ở trong miệng đó. Bà Khe San lúc này cầu nguyện, nhưng mà càng ngày càng cầu nguyện lớn hơn và càng ngày càng đọc lớn hơn, và gần như là có một đoạn gần như là bà đang thét lên cái lời cầu nguyện đó. Sự căng thẳng ở trong xe của tất cả mọi người, của 8 người đàn ông đứng xung quanh thiên, và họ cũng đang cầu nguyện, và bà Khe San cũng đang cầu nguyện rất là lớn tiếng và càng ngày càng lớn, giống như là một cái bản hòa nhạc cái càng ngày càng lớn lên. Và được một lúc sau, khi mà đến đỉnh điểm của lời cầu nguyện rồi, thì tự nhiên mọi thứ dừng lại, tiếng gõ cũng dừng lại luôn, giọng nói cũng biến mất, không còn nghe cái gì nữa. Lúc này bà Khe San mới ngừng lại và nói với mọi người là: tôi nghĩ là bây giờ chúng ta đã an toàn rồi. Mọi người ở trong xe vừa mới nghe câu đó, y như là vừa trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Trời ơi, ngồi xuống sụi luôn các bạn, rất là mừng và rất là nhẹ nhõm luôn. Khi sau khi xong xuôi tất cả mọi chuyện thì mọi người mới lái xe tấp vào bên trong đường. Khi mà tấp vào trong đường, Thiên đi vào xe của ba mẹ mình ngồi. Khi gặp mẹ Thiên á, mẹ Thiên lúc này khóc dữ lắm các bạn, khóc quá trời, lo cho con mình á, ôm con mình mà nước mắt chảy dài rơi lã chả như vậy đó. Còn ba và ông nội của Thiên thì cúi đầu chào những cái người đàn ông kia. Sau đó thì những người kia họ tiếp tục đi đường của họ, Thiên á thì sẽ tiếp tục đi cùng với ba mẹ. Nhưng mà bà Khe San tiến đến gặp Thiên và nói là bà muốn nhìn thấy cái mảnh giấy da mà Thiên đang cầm ở trên tay, cái mảnh mà lúc đầu bà đưa cho Thiên á. Thiên lúc này đang cầm rất là chặt, và khi mà đưa cho bà Khe San nó lúc này mới mở ra. Miếng giấy da ban đầu là kiểu như là màu nâu nâu, nhưng mà bây giờ mở ra nó là một cái màu đen thui, đen mung, đen hoàn toàn, và nó đen y như là được nhuộm màu đen vậy đó. Nó đen mà không có một chỗ nào đó mà bạc màu mà trắng luôn á. Sau đó thì bà Khe San mới nhìn Thiên mà nói là: bà nghĩ là bây giờ con đã ổn rồi, con đã an toàn rồi. Nhưng mà để chắc chắn hơn, bà Khe San bà mới cầm một cái miếng giấy da khác và bà đưa cho Thiên. Bà nói là: bây giờ để chắc chắn hơn thì con hãy giữ cái miếng da này đi, hãy giữ theo ở bên mình. Sau đó mọi người chia tay với bà Khe San, ba mẹ Thiên và ông bà nội Thiên chở thẳng ra ngoài sân bay luôn, và mọi người bay trở lại về Mỹ. Khi mà tất cả mọi người đã bắt đầu cất cánh bay đi thì ba mẹ của Thiên mới thở phào nhẹ nhõm và nói là: hồi xưa ba của Thiên cũng đã từng nghe thấy câu chuyện về người phụ nữ cao 8 thước này rồi. Nhiều năm trước bạn của ba Thiên cũng đã bị trường hợp y chang như vậy các bạn, nhưng mà không có được cứu kịp thời và cô ta đã bị mất tích và không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Ba Thiên cũng nói là có nhiều người khác cũng giống như Thiên, cũng đã bị cái bà đó thích. Nhưng mà cuối cùng họ cũng sống được, chứ không phải là bị mất tích hết. Họ cũng sống được, nhưng mà họ phải rời Nhật Bản và định cư ở nước khác, không bao giờ quay trở lại Nhật Bản được nữa. Cũng giống như Thiên bây giờ các bạn, giống như là mặc dù là mọi chuyện đã ổn rồi, đã có thể, không biết là cái bà Khe San đã làm gì, nhưng mà Thiên có vẻ như là an toàn. Nhưng mà Thiên sẽ mãi mãi không thể nào quay trở về nước Nhật nữa, bởi vì nếu như mà quay trở lại thì có thể sẽ bị cái bà đó tìm đến nữa. Bởi vì đuổi bà đi được nhất thời, đuổi bà đi cái lúc đó để mà mình có thời gian mình đi qua cái nước khác thôi, chứ không thì bà lại quay trở lại tìm mình nữa. Ba của Thiên còn nói là bà Hachisa Kusama sở dĩ mà chọn trẻ em làm đối tượng để bắt cóc, để dụ dỗ, là bởi vì những trẻ em nhỏ thường sẽ phụ thuộc vào gia đình, sẽ phụ thuộc vào ba mẹ, ông bà của mình. Cho nên cái việc mà đóng giả làm người thân của những cái đứa trẻ sẽ dễ dụ hơn. Cho nên đối tượng của bà ta hướng đến luôn là trẻ em. Sau đó ba của Thiên còn nói thêm là những cái người đàn ông mà đi ở trên xe tất cả đều là bà con dòng họ ở trong gia đình hết, là bà con xa, nhưng mà tất cả mọi người đều mang ở trong người cùng một dòng máu. Vì vậy cho nên 8 người đó phải ngồi ở xung quanh Thiên, và Thiên ngồi chính giữa. Và kế đến là ông nội thì chạy ở đằng trước, còn ba Thiên thì chạy ở đằng sau. Mục đích là làm cho bà đó bà bị rối, bà không có biết là cái người mà bà muốn bắt là ai. Các bạn có nhớ cái đoạn mà bà nhìn vào trong chiếc xe để mà bà kiếm Thiên không? Thì khi mà bà nhìn vào, có thể là bà sẽ bị loạn. Tất cả mọi người đều cùng một dòng máu mà, thì bà sẽ không biết là giữa Thiên và 8 người khác thì ai mới thực sự là đứa trẻ mà bà muốn bắt đi. Và nguyên nhân mà Thiên bị nhốt ở trong cái căn phòng đó cả ngày, và đến ngày hôm sau 7 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau mới có thể đi ra khỏi phòng, mới là bởi vì mọi người phải giữ cho Thiên thực sự an toàn trước khi có thể kiếm hết 8 người đàn ông đó lại. Bởi vì 8 người ở những cái nơi khác nhau và phải gọi điện rồi kêu tất cả mọi người đến cùng một lúc cũng mất khá là nhiều thời gian, và hẹn nhau tới lúc đó. Và bà Khe San là phải làm phép ở trong cái căn phòng đó để bảo vệ Thiên nguyên một cái đêm như vậy. Bởi vì nếu mà không có làm phép như vậy, cho dù là có không rời mắt khỏi Thiên thì cũng không thể nào thoát khỏi bà, cái bà 8 thước cao đó. Bởi vì không có ai nhìn thấy bà, chỉ có một mình Thiên nhìn thấy thôi. Và nếu mà bắt đi thì rất là nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một cái búng tay như thế này thôi là Thiên sẽ bị mất tích mãi mãi. Còn nguyên nhân bà kẹ, Pháp gọi bà là bà kẹ luôn cho nhanh, kêu gì mà cô gái hi cha moa gì đó, nó khá là dài, còn gì kêu là 8 thước cao hơi nhiều quá, kêu bà kẹ đi cho nhanh. Nguyên nhân mà bà kẹ đó thoát ra bên ngoài là bởi vì một trong 4 cái bức tượng nhỏ
trấn ở bốn góc của trong cái tòa nhà mà trấn bả đó tự nhiên bị nứt, bị bể ra, thì thành ra cái nguyên nhân như vậy khiến cho bả thoát ra bên ngoài và bả lại tiếp tục đi tác nghiệp. Và phải cần một cái người rất là cao tay ấn mới có thể nhốt cái bà đó lại. Nhưng mà không biết cái người mà nhốt bà lại hồi xưa bây giờ có còn sống để mà bắt bà nhốt lại hay không. Kể từ đó trở đi á, Thiên không có được quay trở về thăm ông bà nội nữa. Thiên rất là muốn quay trở về thăm nhưng mà ba mẹ và ông bà nội không cho, là bởi vì muốn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thiên. Thậm chí á, ông nội của Thiên á, vừa mới bị bệnh và mới vừa mất. Và Thiên rất là muốn quay về, khi mà ông còn bệnh rất là muốn quay về thăm ông. Nhưng mà ông nhất quyết không cho, tất cả mọi người chỉ có thể gọi điện nói chuyện với nhau thôi, chứ còn tuyệt đối không cho Thiên quay trở về Nhật Bản. Ông nội của Thiên trước khi mất còn viết di chúc á, là tuyệt đối cấm không cho Thiên quay trở về Nhật Bản, không cho Thiên tham dự đám tang của ông. Bởi vì ông nghĩ là rất có thể cháu ông vì thương ông quá cho nên sẽ bất chấp tất cả quay trở về để mà tham dự đám tang của ông á. Ông nói là không, không cho quay về, là bởi vì muốn bảo vệ tuyệt đối cho Thiên. Mặc dù rất buồn và rất thương ông nội, nhưng mà phần á là vì phải nghe lời ông nội. Với lại tất cả mọi người đều bởi vì lo lắng cho Thiên mới bắt Thiên không có được quay trở về Nhật Bản. Và phần nữa là bởi vì Thiên vẫn còn ám ảnh, vẫn thực sự chưa thoát khỏi cái ngày hôm đó, nó còn ám ảnh Thiên tới tận bây giờ. Cho nên thực sự dù muốn dù không, Thiên cũng không dám quay trở lại Nhật Bản. Nhưng mà vài ngày hôm trước, bà nội của Thiên gọi điện. Và bà nội nói với Thiên á, là bà nội đang bị ung thư. Và bà nội rất là nhớ Thiên, nhớ lắm và muốn gặp Thiên một lần cuối cùng trước khi chết. Thiên lúc này cũng khóc và thương bà, mới mất ông mà bây giờ bà lại bị bệnh nữa. Thiên mới nói á, là bà có chắc là an toàn để cho cháu quay trở lại hay không, bởi vì ông không có cho cháu quay trở lại Nhật Bản nữa. Thì lúc này bà mới nói là không sao đâu con, đã 10 năm rồi thì cái bà kia bà cũng đi rồi, chắc là tất cả mọi thứ đều đã lãng quên rồi, con cũng đã trưởng thành rồi, đâu còn gì nữa đâu phải sợ, đúng không? Tất cả mọi thứ đã không còn là vấn đề nữa rồi, con có thể quay trở về thăm bà nhớ con lắm. Lúc này Thiên còn ám ảnh tràn trề các bạn, ám ảnh tuổi thơ dữ dội, mới nói là bà ơi, nhưng mà còn Hachisa Kusama thì như thế nào? Tự nhiên im lặng. Lúc này đang nói chuyện điện thoại các bạn, cả hai đầu dây đều im lặng một cách đáng sợ. Sau đó thì nghe thấy một giọng nói trầm, ấm phát ra từ đầu dây bên kia. Phu, 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 phu. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện khá dài nhưng mà Bắp cảm thấy là trong đây có đầy đủ các tính chất của một bộ phim ma kinh dị luôn á các bạn. Mà hình như là chuyện này có dựng thành phim rồi hay sao đó, Bắp không biết nha các bạn. Bắp chưa có coi, Bắp chỉ mới đọc truyện và kể lại cho các bạn nghe thôi. Còn về phần có phim hay chưa thì Bắp không biết. Đây cũng là lần đầu tiên mà Bắp nghe về Hachisa Kusama. Thật sự thấy bà rất là đáng sợ và bà kẹ trong truyền thuyết là có thật các bạn. Không biết bà kẹ và ông kẹ mà nên đôi thì thế giới của trẻ em sẽ như thế nào, rất là đáng sợ. Bắp hy vọng là các bạn thích video này và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.